Chào các bạn, mình là Trần Sĩ Nguyên, mình đến từ Vũng Tàu. Chắc các bạn biết cũng ai cũng đã đến Vũng Tàu rồi đúng không? Vũng Tàu có biển nè, rồi có các núi Tam Phùng, không khí ở Vũng Tàu rất là mát, rồi đặc biệt là các món hải sản rất là tươi và ngon. Nếu các bạn bạn nào chưa đến Vũng Tàu thì mình cũng hy vọng các bạn sẽ đến đây và chơi và tham quan. Hôm nay mình rất là vui vì khi được ngồi đây để chia sẻ về cho các bạn biết về kinh nghiệm để phỏng vấn visa. Mình đã học được ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam được gần 2 năm, nhưng mình cảm thấy mình không có thích hợp với lại cái môi trường học ở đây, nên mình muốn du học, quyết định du học ở Mỹ vì Mỹ có nền khoa giáo dục là tốt nhất thế giới, cũng như là đặc biệt là nền ngành công nghệ thông tin rất là phát triển. Hơn nữa là nếu mà mình có một cái bằng cấp ở Mỹ ở trong tay thì khi về Việt Nam mình sẽ dễ dàng xin việc vào những cái công ty to lớn và có một lương cao. Ở Mỹ mình sẽ học trường Đại học Tây Florida. Trường Đại học Tây Florida là một trong 50 trường có nền giáo dục là tốt nhất ở Mỹ. Trường có hơn 50 năm kinh nghiệm giảng dạy và mỗi năm là có tới 12.000 học sinh, sinh viên tới trường để học tập. Trường có một cái sân, có một cái khuôn viên rất là lớn, cũng như là có nhiều thiết bị công nghệ hiện đại, và trường nằm ở gần những bờ biển đẹp nhất thế giới. Ngoài ra trường cũng tổ chức rất nhiều hoạt động ngoại khóa cũng như các cuộc thi môn thể thao. Khi học ở Mỹ thì năm đầu tiên mình sẽ học môn tiếng Anh, khóa tiếng Anh trong vòng 1 năm. Và tiếp theo mình sẽ học ngành công nghệ thông tin trong vòng 4 năm. Và sau đó mình sẽ trở về Việt Nam và xin vào công ty Intelcom ở trung tâm công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà mình quyết định chọn Mỹ để du học thì em họ của mình đã phỏng vấn để xin visa đậu và giới thiệu cho mình đến với công ty Tân Đại Dương. Khi đến đây thì mình gặp chị Thúy. Chị Thúy đã giới thiệu cho mình về cái các trường học. Chị Thúy giúp mình chuẩn bị hồ sơ rồi xin E20, rồi soạn những câu hỏi cho mình, rồi mình trả lời, rồi chị sẽ sửa những cái lỗi sai hay giúp cho cái câu trả lời nó trở nên tốt và hay hơn. Chị Thúy rất là nhiệt tình, những cái gì mà mình thắc mắc mình chưa biết thì chị Thúy đều sẵn sàng chỉ và giúp đỡ mình để tìm hiểu về những cái thông tin của trường hay là những cái nơi mà mình chuẩn bị ở. Rồi khi mà chuẩn bị đi phỏng vấn thì chị Thúy cũng như anh Bảo Anh hướng dẫn cách vào ăn mặc, rồi cách vào ở khu lãnh sự, rồi phỏng vấn như thế nào cho tốt, rồi không nên run sợ. Chuẩn bị phỏng vấn xin visa thì cũng không nên quá là hồi hộp, nên tự tin vào đó, mình cứ nói năng to rõ ràng, tự tin là lãnh sự cảm thấy thích mình và sẽ dễ dàng để cấp visa cho mình hơn. Anh Bảo Anh có chỉ hướng dẫn cho tụi mình về những cái câu hỏi mà lãnh sự quán sẽ hỏi mình. Và khi đi phỏng vấn thì đúng như anh Bảo Anh nói thì lãnh sự quán chỉ hỏi trong những cái câu hỏi mà anh Bảo Anh đưa ra, thì mình cảm thấy rất là vui và tự tin vì mình đã có sự chuẩn bị cho những cái câu hỏi đó và mình trả lời rất là tốt. Sau này nếu mà bạn bè mình hay là người thân nếu mà có đi du học ở Mỹ hay các nước khác thì mình cũng sẵn sàng sẽ giới thiệu cái công ty Tân Đại Dương cho những người ấy, vì mình cảm thấy công ty Tân Đại Dương rất là tốt, nhiệt tình với lại những cái học sinh sinh viên như tụi mình, hướng dẫn chỉ dạy rất là chu đáo. Nhân đây em cũng gửi lời cảm ơn đến công ty Tân Đại Dương nói chung, chị Thúy và các chị trong ban tư vấn hay anh và anh Bảo Anh đã giúp đỡ mình để có được cái thành công trong ngày hôm nay. Mình chúc công ty ngày càng thành công và các bạn chúc may mắn cho các bạn sắp sửa phỏng vấn. Bye bye các bạn.